Xin chào anh em ha. Hôm nay mình sẽ quay clip chiếc CBR150R. Anh em tham khảo coi muốn lên đầu chơi cho cái con CBR150R này thì mình lên những gì ha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến anh em là cặp chống đổ sườn ha. Thì để gắn cái chống đổ sườn này lên xe CBR150 á thì mình cần phải khoét lỗ ở đây ha. Khoét một cái lỗ ở đây để mình có thể gắn cái chống đổ sườn rất là chắc chắn nha các bạn. Rồi kế đến là cặp tay thắng Racing Boy, ở bên đây là tay côn Racing Boy S1, bên tay phải là tay Racing Boy S1 có bình dầu ha. Cái xe này mình đã lên côn dầu rồi cho nên là các bạn có thể thấy nè, nó có cái bình dầu ở đây nè ha. Bình thường á là xe này sử dụng côn dây ha, thì anh chủ xe anh quyết định lên bộ côn dầu cho cái xe của mình luôn đó, cho nên là hai bên tay thắng đều có bình dầu hết. Còn bình thường thì cái tay tay côn bên này thì nó không có dầu ha, tay côn dây thì nó không có bình dầu. Còn khi mà mình lên côn dầu thì bắt buộc phải có bình dầu ha. Rồi kế đến là cái cùm công tắc CB650R thay thế cho cùm zin để nâng cấp thêm những cái công tắc. Như xe này là có gắn thêm đèn trợ sáng cho nên là anh quyết định gắn thêm cùm công tắc CB650R để thay thế cho cái cùm zin để có thể sử dụng được nhiều tính năng, để điều khiển đèn trợ sáng nè, tắt mở đèn chính nè, bắt sinh đèn chính nè. Còn kèn với xi nhan thì giống như nguyên bản thôi ha. Thì thay thế cái cùm CB650R này để mình có thể có thêm những cái công tắc điều khiển. Giờ mình sẽ mở khóa lên cho anh em xem. Rồi đầu tiên mình sẽ mở cái đèn trợ sáng ha. Công tắc này thì mình tích hợp cho nó vô cái đèn trợ sáng ở phía dưới nè. Đây đó, anh em thấy không, có hai cái đèn trợ sáng ở phía dưới này ha. Đó thì chức năng của cái công tắc này á là nó bao gồm mà tắt mở đèn nè, rồi nó chuyển chế độ đèn nè, và bắt sinh luôn ha. Giờ mình tắt đi, mở lại nè, mình bấm hai lần, bấm nhanh hai lần là nó sẽ mở đèn trợ sáng ha. Rồi mình bấm một lần nó sẽ chuyển qua chế độ đèn trắng đó. Đèn này nó có hai chế độ ha, đèn trắng và đèn vàng đó. Mình bấm một lần nó sẽ chuyển qua đèn chế độ đèn màu trắng hoặc là màu vàng ha. Rồi còn khi mà anh em nhấn giữ bắt sinh nè, nhấn giữ thì nó sẽ ra chế độ bắt sinh ha. Đó, anh em cứ đè luôn, đè công tắc luôn nó sẽ ra chế độ bắt sinh ha. Rồi giờ mình tắt đèn nè, bắt sinh nè, nhấn giữ nè, đó, mở đèn nè, đó, đang mở đèn vàng thì bắt sinh đèn vàng ha, mở đèn trắng thì bắt sinh đèn trắng với đèn vàng luôn. Rồi tiếp đến là công tắc. Đây là cái công tắc, nó có cái biểu tượng hazard ha. Thì khi mà mình bấm vô á nó sẽ ra chế độ hazard nè, bốn cái đèn xi nhan nó sẽ chớp nè. Đó. Đó. Đây là cái chế độ đèn sinh ưu tiên ha. Rồi còn cái bắt sinh này á là bắt sinh của đèn chính ha. Đó. Cái này là bắt sinh của đèn trợ sáng nè, ở phía ngón tay trỏ mình nè là bắt sinh đèn trợ sáng ha. Còn cái công tắc ở đây là công tắc có pha nè, nó cũng có cái bắt sinh nữa ha, là bắt sinh đèn chính. Đây, đây là bắt sinh đèn chính nè, còn đây là bắt sinh đèn trợ sáng nè. Rồi đó là những cái chức năng của cái cùm CB650R được gắn thay thế cho cùm zin bên tay trái ha. Còn bên tay phải là thay thế cùm BCX 150 phiên bản hybrid. Đó, phiên bản hybrid của BCX 150 thì nó công tắc này là công tắc đỏ ha. Cái công tắc này công tắc màu đỏ và nó có chức năng là tắt máy tạm thời ha. Tắt máy tạm thời có nghĩa là khi mà anh em đề máy lên nè, anh em dừng đèn đỏ anh em bấm tắt nè ha. Rồi khi mà đèn xanh anh em bấm xuống anh em đề nè. Đó, còn khi mà tắt là đề máy không được ha. Tắt là đề máy không được. Rồi mở nè.
Cái này nó khác với lại cái idle stop ha. Cái này là tắt máy tạm thời, có trên những dòng xe SH300 ha, SH300, SH350 đó thì nó sẽ có cái công tắc như thế này. Rồi, cái này cũng đã được thay thế cho cùng công tắc zin ha các bạn. Đó, để sử dụng tính năng tắt máy tạm thời. Rồi, công tắc tắt mở đèn nè. Đó. Trên cái cùm công tắc zin của CBR150 này thì nó không có công tắc tắt mở đèn ha. Đó. Thì mục đích hai cái cùm công tắc này để sử dụng tính năng tắt mở đèn ha. Rồi, công tắc đề thì cũng giống như nguyên bản thôi. Rồi, đó là những cái món đồ chơi hồi nãy giờ mình giới thiệu đến anh em. Tiếp đến thì mình sẽ giới thiệu đèn xi nhan. Đèn xi nhan cũng được thay thế ha. Đây là cái xi nhan của Spiritbit. Mã sản phẩm của nó là L23, hay còn gọi là xi nhan mẫu kim cương ha. Nó sẽ có hai chế độ đèn đề mi một màu, xi nhan một màu. Thì cái này mình có ba màu, màu xanh dương và màu xanh dương, màu trắng, màu đỏ. Còn xi nhan mặc định nó là màu vàng ha. Đó, rất là đẹp và gọn ha, thay thế cho xi nhan zin. Rồi tiếp đến mình giới thiệu luôn cái phần đầu trước á, là hai cái đề mi này đã được thay thế bằng cái led Audi A7 Pro ha. Thì khi mà anh em tắt khóa nè, mở khóa lên nè, nó sẽ có cái hiệu ứng chào rất là đẹp mắt nha. Đó, rất là đẹp ha. Sau khi mà nó quét hiệu ứng xong xuôi hết rồi á thì nó sẽ đứng im tại chỗ. Đó là hai cái dãy đèn led đề mi màu trắng, khi mà anh em bật xi nhan nè, đó, nó sẽ quét hiệu ứng chạy màu vàng ha, rất là đẹp. Rồi đó. Rồi hazard nè, đó, khi bật hazard thì hai cái dãy led màu vàng nó chạy lên ha, rất là đẹp. Rồi, đó là cái bộ đèn led Audi A7 A7 Pro ha các bạn. Rồi, đi ra phía sau thì mình có cái phuộc bình dầu Olin hàng chính hãng ha. Xe này vừa mới ghé shop mình là quyết định nâng cấp phuộc sau là phuộc Olin luôn ha. Anh chủ xe anh chia sẻ là cái phuộc zin chạy nó cứng quá, anh muốn thay thế cái phuộc Olin để có thể tăng chỉnh cho nó phù hợp, đi cho nó êm ái hơn. Rồi, cái mã phuộc Olin này thì mình có để trên cái màn hình ha, anh em có thể theo dõi. Mỗi một cái mã của phuộc Olin thì nó sẽ có dành riêng cho từng dòng xe ha. Đó, anh em muốn gắn phuộc gì cho xe thì mình tìm hiểu coi cái mã phuộc Olin của xe mình là mã gì. Hoặc là anh em không biết thì có thể inbox cho shop mà mình sẽ tư vấn cho anh em ha. Đây là Honda CBR150R. Rồi, phía sau thì có cặp đèn xi nhan L19, hưởng led chạy rất là đẹp khi mà anh em bật xi nhan. Đây mình đang bật chế độ hazard cũng giống như là chế độ đèn xi nhan ha, để anh em có thể dễ dàng quan sát cái tính năng cũng như cái kiểu dáng của cái đèn Spiritbit L19. Rồi, ở phía dưới thì có một cái biển số đúc gầm ha. Biển số này mình có thể bật ra bật vô được nha các bạn. Đó. Anh em nào mà muốn chạy kiểu phong cách racing thì mình có thể gặp nó vô. Đó, nhìn rất là độc ha. Rồi, đây là cái bát biển số, bát biển số gập hai chiều ha. Rồi, phía dưới là cái chắn bùn. Chắn bùn này có tên gọi là chắn bùn bốn chân ha. Nó sẽ bắt vào cái bát, cái bát bắt vào cái gấp sau nè, hai bên ha, hai bên bát bắt vào cái gấp sau nè. Rồi thì mục đích gắn cái chắn bùn này để chống văng sình khi mà anh em tháo cái dè sau ra rồi ha. Có cái dè này thì nó cũng đỡ, tuy nhiên thì nhìn về thẩm mỹ thì nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà nếu mà không có thì nó văng rất là dữ ha. Anh em mà đi mưa mà không có cái chắn bùn này nó văng ghê lắm, văng lên tới đây luôn. Có cái chắn bùn đó thì nó đỡ. Rồi, thì tổng thể thì những cái món đồ chơi được lắp trên cái xe này mình cũng đã giới thiệu đến anh em ha. Để cho anh em nào đang sở hữu dòng xe CBR
150R này thì mình có cái nhìn tổng quát, mình sẽ quyết định lên những món đồ chơi nào cho xe. Đây mình quên giới thiệu với anh em là cái bộ côn dầu là mình lắp đặt ở đây ha. Đó, cái ti côn dầu đó là mình sử dụng ti côn của Racing Boy, hàng chính hãng luôn ha. Đó, thì cái tay thắng là nguyên bộ là của Racing Boy, thì tay côn thì cái ti côn thì không thể nào thiếu cái thương hiệu Racing Boy ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu lên đồ chơi cho xe CBR150R thì liên hệ với shop nha. Hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo số điện thoại 0909503025 hoặc là 0909474713 để mình tư vấn cho anh em thêm trước khi mình quyết định lên đồ chơi cho xe nè ha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mm-hmm.